chỉ số 2, chỉ số 3, chỉ số 3 chơi cũng hay. Chị em còn que thì đúng không? Bà hack vỗ mồm đấy. Hả? Hack đây. Ông sợ hack. Hack đó. Rồi bạn không thích bạn không chấm hack đâu. Thật mà, chỉ số 2 hack cua ấy. Hack cua ấy. Kiểu ở đâu người ông biết hết rồi. Chị xem. Kinh dạ. Tí hack cua cho xem này. Vào cản đi mà không có sẵn đâu. Vào cản đi. Thảo Bi Nguyễn ạ. Vừa sơ cả xong, cả tem lại lên bàn thờ ăn xôi, ngắm gà hòa thân. Thế lễ xuống. Ông tay to mà ông sợ đúng không? Tiên bổ đế. Ông tay to mà ông lại sợ thế hả? Nhìn hát quơ này, nhìn hát quơ làm việc này đấy. Từ từ đã. Hát quần què à? Gua mới chẳng quê gua gua cái gì nữa. Thế hả? Tập cản này tập cản vui lắm. Không thích nhưng mà bây giờ ông có tiền là ông tiên ép thì ông thích đấy. Sau này vả mới xem. Một tim rồi. Bảo hai thì xong trận rồi. Yeah. Nó có súng rồi. Đâu thằng nào có súng nữa? Còn con thằng nữa đấy. Còn hai thằng nữa. Đều không có súng. Đều có súng. Nó thích công kìa. Nó có súng ở đây mà không thằng nào nhặt. Vô lý. Mấy thằng này nó điên rồi. Ôi nó đắp em. Chạy ra chỗ anh. Chạy ra chỗ anh. Mày đấm mày. Ôi, cuộc đời bạn chết rồi con lợn. Cuộc đời bạn đen mày rồi. Vào đây thì mày chết rồi. Bạn này rên một tiếng là mình hơi run rồi đấy. Còn một team nữa rồi. Thành niên chưa gì đã. Rồi xong. Đấy nồi. Nó nhảy kìa, nó nhảy kìa, nó nhảy trên kìa. Thánh nào thì phải bắn soka đúng một phát vào đầu bay luôn ạ. Nó ra này. Em hết đạn rồi lên. Mẹ sờ cao một phát vào đầu bay luôn. Nó quay lại chỗ bạn nó cứu không rồi. Không có đầu thì nó sờ. Nó quay lại cứu bạn rồi. Đúng rồi. Em không có súng nè, em chạy qua lấy súng ra nhá. Yếu lắm rồi. Đó nhà nào? Bên mấy cái thùng công bên này nè. Hết mỡ đạn rồi. Nhìn thấy đạn mà nhảy hụt. Ở trong cái chỗ nào đấy? Số 2 rẽ hẹo này. Nó trước mặt. Bên em coi. Nó trước mặt kìa. Ô, anh nghe này. Enemies ahead. Rồi thấy rồi. Lên mà giết nó đi. Nó chạy rồi bạn ơi. Một viên vào người, vào đâu rồi? Enemies ahead. Tiên. Kệ, ui nó gạt rồi. Lên đi lấy. Tiên đi chơi xa thế. Ai thật đấy. Nó yếu rồi. Xong lò mà. Sao nó lò mà có chiếc đầu mà thằng lớn nghĩa ơi. Không. Lia Lia rồi mà. Lốc kìa, lốc kìa. Lia rồi chứ lốc gì nữa. Ơ sao cái thằng đấy đứng sau lưng ấy. Nó lò mỏ cái đầu thôi anh à. Em nhưng mà em bắn lại chúng một người thế điếu thôi nhờ. Đã lẽ thằng kia nóc rồi. Em đi xa quá. Cái này thì chịu thôi. Em đèn lắm anh Tiên ạ. Nên sớm quá. Ôi mít ai đấy. Ừ, hai kia với hai kỳ em chịu rồi. Mít
trai? Mỹ Tổng á? Cái đệ... Không, chết, người chết, à, đang trò chuyện người chết. Nó có đồ gì không? Tao bảo nhá. Ơ, sao lại thế nhờ? Like cho mình đi anh em. Cay thật. Cay thực sự. Cay thế nhờ. Ê, anh Linh, anh Linh nó nhỏ cơ. Ở xa em có cấp 6. Có khó nhặt rồi. Đậu phộng, mất rồi. Nhặt rồi, nhặt rồi. Mất rồi. Đó, con que này. Đùa ấy chứ, làm gì đã loot đâu mà nhặt. Đấy, bị đánh rồi. À ha, này còn dùng thủ thuật à. Dễ tin người thế nhở. Nghe này, dùng thủ thuật. Ghê thực sự. Thuật. Gì số 4 giống như con này. Gái á. Trời, định mà anh tôi là con gái không? Hỏi sao giống như con gái. Đấy, có cục 4 này bạn không? Có, đưa cho em. I got supplies. Tại sao thế nhỉ? Nó lòi mỗi cái đầu ra bắn chúng. Tại sao lại thế? Là vì sao lại thế? Không như thế này mà lại như thế kia. Này. Bỏ hack cho chơi với hack rồi. Tại sao lại thế? Biết cái không có, sao là bán có, à? Có cái chuyện hack thôi mà thanh niên nó cứ nhai đi nhai. cứ trò chơi với hack các thứ. Thôi thoát ra đi. Ngày mai ông xuống gần đồng này, đồng năm ấy. Sống chung với lũ tin quen rồi sao? Bán xong trận thôi. À. Không thích bán quái hack. Ừ thì kệ ông, nên liên quan đi. Tay trả lên được tí nào. Ừ, chứ kệ ông chứ níu liên quan. Ông cứ nói một lần là được rồi, cứ nói đi, cứ hack. À gì nhỉ, đối với biết được thì nó khinh. Thật đó hả? Buồn thế nhỉ? Đâu, hát vui mà, hát vui lắm. Em cứ bỏ hát cho anh, em cứ dọa hát chứ ta. Dọa hát đi cho ông ấy xoắn quẩy lên đi. Lần trước còn sử dụng bản hát bay cơ, nhưng mà lần này tắt rồi. Hát vơ rồi. Dừng quá. Bộ tí ông cứ bật chạy nhanh cho mà xem. Tí lại từ, bây giờ ở hấp ở Gabogo nha, hỏi tí sang Novo rồi. Thế chứ nhìn này. Chưa hết bo đầu bạn ơi. Chưa hết bo đầu hả? Ô, chưa hết bo đầu mà còn 41 thành nữa hả? Bình thường cái này là bình thường. Lạ thế, ôi lạ thế. Mình cũng biết. Lạ nhở? Lạ thực sự. Thế tôi mới bảo không thích bật cùng hay. À thế hả? Hay nhở? Thế nên là chậm hiểu định mạnh chứ tôi hack được lấy thật chắc là mẹ tôi giết mù rồi ngáo vai. Chưa hết bò đầu còn 41, ông ấy nghĩ chắc là vừa mình giết hết sao ấy. Ngáo vai. Trời bảo đồ bây giờ đồ bây giờ bán đâu rẻ thế nhở? Hỏi tiên hỏi bạn mua đồ đâu, chỉ cho anh Linh nhà mình mua mấy. Chào Đức nha, chào Đại Hiếu. khiếp luôn. Đây này. Thế nào? Thì đã bảo hết quơ mà. Bạn đen lắm. Bạn nó quanh đây đấy. Đi. Bước trên kia. Bơm máu đấy, anh. Đúng rồi, kia kìa. Trong nhà kìa. Lên xe, vào này. Này lên xe, ông chở đến người nè. Nhanh nhanh. Bét mấy bạn rồi. Kìa. Trời. Chết mẹ bạn hách lỗi rồi. Nóc mỡ rồi. Lỗi. Anh nhảy cùng bên anh chết. Cho em cái phớt đi, em không máu không nước gì luôn. Hết rồi, ai biết và thằng ông biết chạy đâu. Hát vừa bảo hết rồi, hết còn quay à? Biết ở đâu. Tí nó ra nó thò ra nó bắn cho sấp mặt ra. Bắn này hình như tay mình kiểu rất bé rồi, không lên được tí nào. Kinh. Kiểu con chim này càng teo.
Kinh nhở, ui thanh niên cười nhở, nói như kiểu chết lý a ha ngoài đường kìa. Kìa bố nó đến rồi kìa. Bố đâu, bot. Chả đấy. À, để cho nó ra đi à, anh nghĩa quay lại, em mang lên xem, sao ra mà đấy chứ. Người cái bot kìa, này sao nó bắn, biết ngay mà, này thì bot này. À, nghe như thế mà ông này bổ bot, biết hiểu kiểu gì. Ngu. Kình cái bên không lên tay được. Ui hồi bảo rồi thật. Mà đây này. Xe đấy chưa? Cú. Này nhá. Này nhá. Không hiểu sao. Cãi thì nhá, đã bảo đây nói rồi mà người mà cứ cãi thôi. Hát vơ bên đây. Nghe như thế mà bổ bốt. Không hiểu. Thế mà dạ, ôi trời, bắn này không nên tay được, cái gì không nên tay thì... hắt nhìn được địch ở đâu đây? Không nên tay các thứ. Cho em bình nước anh này. Nguy hiểm, anh em nghe ông này nói mẹ nguy hiểm không? Nào là bắn không lên tay được, thế mà nguy động tiến hay mà. Thua. Nếu có xe rồi, bọn này chạy từ ấy ra này. Bắt những người đó nguy hiểm quá. Ra xả cũng biết chết áo chuyện anh thấy hết mẹ em rồi. Để biết mặc cái gì. Thề gì đó. Ông này hài mấy nồi rồi. Hài quá. Thanh niên này chắc là để bàn vào bắn mấy gái chắc là sĩ. Cái độ sĩ chắc kinh lắm nhở. Nghe kiểu này nhỉ. Hello chào Suka. Vậy mới vui à. Đây là có xe nè, thỉnh thoảng gặp mấy thanh niên này. Vui thiệt anh em ạ. Làm tất giáp. Cứ đi vào điểm chấm nhất đi nghe. Còn đúng một chấm. Ok. Ông đi với hát nhưng mà lo gì vậy? Nhớ like cho mình nha mọi người. Thôi. Sao lại thế? Sao lại thôi? Tiên đang... thôi em cứ đi theo đi, không bị ban đâu. Tiên đang được, cũng đang nhỏ kéo đây. Cùng lắm là... Chỉ bị khóa mấy năm thôi, không bị gì đâu. Cùng lắm là sau này con ông chơi đít ông thôi, chứ có làm sao đâu. Mười năm thôi à, không làm sao đâu. Cái con ông cũng được chơi cái điện tử rồi đấy. Quậy, ui. Biết nè, ôi thôi mất. Cười tụi mày. Sao lại thế? Cái này gọi là an gia ngõ hẹp, với ông chửi nó nên ông gặp nó đây. Mà ông có thấy Quang Nguyệt là hát không bị ban đâu, mà cái thằng chơi chung với thằng hát mới bị ban đấy, thật. Đang dọa nó, tiến cứ dọa nó, tiến sợ nó thoát mẹ luôn đấy. Cái đè rồi. Kêu thính vừa đâu nhở? Mấy thằng hát tồn tại lâu lắm. Người ta trái như có xe sao? Anh nhà, hai bên này mà. Nhà người ta trái nhỉ? Không phải xe spawn. Trong nhà có xe kìa. Có người luôn kìa, đang công nhau. Nó bắn rồi. Cá cố thế. Chạy quay lại. Có xe. Cú ông này đây, con sẽ móc cú. Một team đến nữa, lên ơi. Một team đến nữa. Nghĩa, cú. Từ nhá. Ông này nóc phần 2 rồi. Ngồi im, hắt cú. Cú lên ơi. Nó nhìn kìa, nhìn nhá, đằng sau kìa. Thằng này phải chết. Kìa. Mình ăn lúc nào nhỉ? Đám khói chưa? Đấy. Lia bọn này. Lia bọn trong nhà anh. Không, lia bọn trong này, bên trên kia em nóc 1, còn ít nhất là 2 thằng. Kìa đang chạy lên đám khói kìa. Có X6 thì ngon này.
Cốp 6 không chưa dâm à? Ây dồi ôi. À có cốp 6 thì ngon. Từ 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 đi nhỉ. Một viên. Nó đéo đâu rồi. Chỗ nào ấy? Xin đòi. Đây rồi, cốp 6 đây rồi. Bắn ca rồi. Nó có ốp nha. Ốp đấy. Có hai thằng, một thằng trên đồi, một thằng dưới. Nó có ốp đấy nha. Bạn tin gì bỏ có ốp đấy. Hai. Hai. Nửng cái nè. Nửng mày luôn. Nửng vào đầu mày đó. Lên luôn ông ơi, lên luôn. Để em lấy xe. Nên hốt nó luôn này. Kìa, góc cái con. Trong ông khói chứ mặt ông còn. Trong ông khói chứ mặt ông còn. Chị lên nút tay bên tay trái. Nút tay bên tay trái. Góc cây bên tay trái. Ôi ơi ơi. Không chạy không tiếng sợ. Tham này. Nghe thằng kia tròn chập máu ạ. Đẩy lên thế mà không đẩy ạ. Lốc trên gốc cây. Rồi ông gốc... Không cứu được rồi. Gốc cây nào anh nhỉ? Đây đấy, chú anh Bình ấy. Thế còn gốc cây trơn anh nhỉ? Ông đừng bò ra xa. Bò ra xa làm sao? Cứu không cứu đâu. Rồi. Anh nhớ lên xe này, anh em công lên này. Wow, còn chập máu. Từ. Ui, anh gốc cây trên thôi nên... Ờ, gốc cây trên có... Ờ, đá trên thì anh... Đi chết rồi. Nhảy. Ủa. Vãi, em tưởng anh táp được nó. Anh đi chết. Kìa kìa, nó xuống. Thấy nó rồi, xuống thấy, thấy, cây, thấy, cháu thấy, sợ thấy, móc thấy. Rồi. Kìa nó đang. Hay. Lên xe, lên xe này lên. Còn thằng hòn đá trên kia thôi. Thấy kinh không? Nhìn hòn đá trên kia chết trong vòng 30 giây nữa này. Ơ, hai thằng hay sao vậy nè? Hai thằng. Hai anh ơi. Có thằng nữa ở dưới. Ơ, thế... Rồi, xong rồi. Hai. Kinh đây, không? Bỏ dịch đây. Ủa, chịu. Không ấy. Sao thế? Thôi, cái nốt ván đi, không bị ban đâu mà sợ. Bữa giờ kéo mới bị ban một đứa thôi, còn mấy đứa lại không bị ban. Kéo mới có một đứa bị ban kìa. Enemies ahead. Bữa giờ bạn tiên kéo cái tàu. Từ đi nhé, anh hết tất cả này. Nó xuống đấy rồi, nó lại ngoài bo. Kệ lại. Không bật mic nghe sao tôi biết được. Tại mấy ông này đang ngồi kế tiên ấy. Nên là không bật mic được đâu. Bật mic thì nó vang, không chịu được đâu. Bật một người thôi, một người bật thôi. Một người bật là tiên được, bật rồi thấy. Bật làm gì đó anh hai ơi. Đấy, chưa vang vãi nồi chưa. Đang trong nhà vệ sinh. Đang ngồi kế, nói chuyện vang lắm. Không biết là nó sau tường kìa. Đâu sau tường nào? Sau tường với chỗ mình bắn ấy. Không thấy. Nhìn thấy chưa? Enemies ahead. Không thấy luôn. Vương tăng cày rồi. Nó sau tường. Sau tường mà bị anh đứng bị tăng cày. Không có bộ sát nó. Đúng rồi. Ốp. Hết là ốp rồi. Rồi. Ốp. Nó không có ốp cơ. Nó cũng băng ốp kìa anh ơi. Kìa, tường kìa lên không? Ôi. Thì nghe trúng gì nhờ? Chưa. Hai thằng. 10k à? Hình như là đủ tiền. Ơ, ở dưới hai thằng à? Thế hai này còn 4. 4 rồi còn 1 ở đâu? Gắt đấy. Không thấy cái thằng đang táp ở đâu luôn. À, thấy. Nốc được mày là mày chết. Không còn đó không? Thôi không đi rồi. Mày một người nữa đã ra đi. Có người đằng sau. Rồi, thế còn hai thằng đây rồi đấy không?
Nóc được một công lên. Không cần. Nó ngoài bo mà. Đâu, nó trong bo. Một phiên. Nó không, nó không. Nó không dám ngó lên nhỉ. Nó biết mình có ốp, nó không. Nó cũng không dám ngó một viên. Bay đầu này. Mẹ sao sao bắn quả đấy mà trượt đầu nhở? Anh bắn bay đầu rồi đấy. Em bắn trượt đầu nó ngoài bo này. Phát xe đi. Đổi giáp á. Ok, mình đổi đi giáp. Em gọi bạn kia đi xem từ đâu rồi. Ông ơi, ông mau thật đó hả? Hello, hello. Đâu có dấu hiệu Âu đâu. Một thằng. Hay. Ui thằng kia yếu lắm rồi. Thằng kia yếu rồi. Em cũng thấy. Đấy làm gì để công được xuống nhỉ? Không công được đâu. Không công được. Bạn nghĩ mỗi bạn có ốp á? Chết thằng mày. Sai lầm. Hai đứa nhỏ. Trời ơi, nhìn vẩy quả đấy ghê không? Nhìn vẩy quả đấy có cái khe nhỏ nhỏ ghê không? Thằng kia ghê bỏ. Không? Thằng kia bỏ qua. Anh em thấy vẩy quả đấy hợp lý không? Kinh mà. Hợp lý với liền luôn á. Anh em phải nổi luôn. Xin lỗi, xin lỗi. Kìa, lại thò. Chưa thấy. Hai thằng này, mày đéo dám ngó lên nữa cơ. Lúc đầu cái định mệnh. Hai này hơi chói tai rồi. Mua anh em mình ăn kill nè. Sợ rồi. Sợ rồi, đéo thấy ngó nữa. Chạy sắp chạy ngó này. Bây giờ chạy sấp mặt này. Chạy sấp mặt này. Còn một góc chí trong mình nghiêng này không phải là làm màu đâu anh em ạ. Mình nghiêng này để cho tránh cái đạn ốp của nó thôi. Thật ra mình không làm màu đâu. Nó vẫn ở trong bo định mệnh. Nó trong bo kìa. Nó phải chạy trước. Nó phải chạy trước. Đúng rồi. Nó có mỗi góc tường đấy. Nó chỉ có một góc tường duy nhất để có thể chạy thôi. Mình ăn rồi. Mày chạy đâu? Nó ra khỏi góc tường là nó chết. Sợ ấy, hai nhỏ sợ lắm. Giờ tao ngó ra nữa mất mũ rồi. Không dám ngó. Bây giờ thằng kia em thấy lúc bắn về Linh là tháo mũ ra luôn. Nãy giờ chưa chạm được giáp của Linh luôn á. Chiến. Bây giờ mọi người vào bo đi. Cái ai? Mình không cần. Mình có gốc cây, rất nhiều gốc cây để vào luôn. Nó cũng phải chạy mà. Thằng kia chắc chửi lắm ấy. Thằng kia chắc chửi chứ. Để em xuống gốc dưới. 3-4 lần rồi, còn đâu nữa. Này ngó lại một viên. Lại bắt đầu. Nó lại ăn một viên rồi. Ừ, anh ăn một viên. Nó thua chắc rồi, nó không thể làm mà chạy được. Thằng này chạy là chết luôn. Đâu chi. Hai thằng nhỏ đúng đái ra quần rồi. Chịu. Nào ngó ra quả đi. Nào ngó ra. Mặt. Bo rồi, chuẩn bị rút mà 4 đã sấy này anh này. Thôi. Rời cứu nhá, hết được cứu. Vô phường cứu chữa. Cứu đi. Hoa hàng này chết bo rồi. Bọn nó chết, bọn nó tự tử rồi. Không rồi nào. Nó tự tử rồi. Tự tử rồi. Nào mày bơm máu đi. Hai cái hòm chưa. Mẹ nó cứu được luôn. Nó tự tử rồi anh em ạ. Cạo đầu. Má hai thằng bé không làm gì được bọn mình, không bắn chúng mình viên nào luôn. Cứ thò lên là ăn đạn.